Sáng 7 tháng 2 năm 2020, tại trụ sở báo Tiền Phong, Trung ương Đoàn Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam giới thiệu hoạt động bình chọn và tôn vinh giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Trước đó, vào ngày 6 tháng 2 năm 2020, dưới sự chủ trì của anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng đã bỏ phiếu kín chọn ra 20 trong số 137 đề cử thuộc 9 lĩnh vực vào vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 năm 2020 tại 12 cơ quan báo chí và truyền thông. Sau khi có kết quả bình chọn trực tuyến, Hội đồng xét tặng giải thưởng sẽ họp phiên cuối vào đầu tháng 3 năm 2020 để chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và 10 đề cử gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019. Lễ tuyên dương dự kiến sẽ được tổ chức vào đúng dịp thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 2020.